Trời ơi, nhìn cái phòng của chị nhìn vui quá ha, giống bán hàng sáng ha. Ở phòng nhỏ, À, để là ở dưới bếp hay là ở trọ chị? trọ nó nhỏ, trong À. trọ ở. À, cho nên là điều kiện là phải chịu vậy thôi chị ha. Ừ. Hiện tại là chị Diễm ở đâu? Hiện tại giờ đang ở Đồng Nai, Biên Hòa, đi làm mướn. À, Đồng Nai. Còn nghe chị Diễm nói là chị sinh khoảng năm 1973 hả? Dạ. Dạ. Rồi cái quá trình thất lạc của chị ra sao chị kể em nghe. Nghe hồi hồi cái bà dì sinh á thì nói cái mẹ với cha là bây giờ cái người đi Mỹ kêu là cái người mà đi diễn HO của đó là kêu là cái gì Làm sao em biết vậy? Ý đó là Việt Cộng hay là quốc gia? à cái người đi diễn HO gọi là chắc là lính Việt Nam Cộng Hòa đó chị. Dạ đúng rồi, mà cha với mẹ đem đi gửi cái bà vú nuôi là cái bà sách đi từ ở thành phố xuống Cai Lậy cho đó, là gửi hai chị em vô nhà bà đó vú nuôi, mà gửi trước năm 75, mà sao tới năm 75 hòa bình rồi mà sao không thấy tở lại rước hai chị em, mới nuôi không nổi nốt nuôi bả nói là bả ba đứa con, bả nuôi thêm hai đứa này nữa, như bả nuôi mướn cha với mẹ hai đứa nữa là năm đứa, bả nuôi không nổi bả mới đem xuống cầu Cai Lậy, bả cho là ông Ba Thắng ở ngay cầu Mỹ Phương, là ông Ba Thắng đó ổng mới nuôi đâu được 10 bữa nửa tháng gì đó, ổng mới ở sớm, người ta mới nói ông là Việt Cộng thì sao ông nuôi con quốc gia, cái ông thấy vậy ông phải xách đi cho nữa, ông đi cho một người nữa từ ở. Rồi, rồi chị ngưng cho em cho chỗ này chút xíu. Có nghĩa là ý chị nói đó là ba mẹ chị là lính quốc gia, là lính Việt Nam Cộng Hòa mới gửi cho hai chị em của chị cho cái bà vú ở trên Sài Gòn. Rồi rồi không thấy trở lại rước. Rồi cái bà vú trên Sài Gòn mới đưa xuống Cai Lậy mới cho hai vợ chồng của nhà bên bên bên, bên Đúng bà. à, chú ba cho chú ba Thắng. À, mà bên chú Ba Thắng lại là Việt Cộng. Vì vậy cho nên á là chú Ba Thắng mới nghe người ta nói tại sao là Việt Cộng mà lại nuôi nuôi lính quốc gia, con lính quốc gia. Vì vậy cho nên là chú Ba Thắng lại cho tiếp một người khác. Dạ. Và vậy thì trước trước tiên là em muốn biết cái người mà được ba mẹ chị gửi đầu tiên đó là gửi cho ai, cái người mà đưa chị xuống cái lại để cho đó là người đó tên gì? Cũng không biết tên luôn, em không có nhớ tên được cái người đó luôn nữa. Mà em xin lỗi, vậy rồi ba mẹ chị gửi hai người con cho bà đó và bà đó đưa xuống cây lại cả hai người hay là đưa một người? Đưa cả hai người luôn. Chị là người chị hay là chị là người em? Người chị Còn người em bây giờ chị có liên lạc được với người em không và người em tên gì? cũng không có liên lạc được luôn đó, nghe ở chữ không biết tên gì, nhưng mà nghe cái người đi xin về nói là một đứa tên Phượng, một đứa tên như tôi là tên Phượng, Dạ. một đứa tên Phượng với một đứa tên gì quên này, giờ tự nhiên nói cái quên này, đứa tên Phượng đứa tên Loan. Phượng và Loan. Dạ. Và em Loan của chị thì khoảng sinh năm mấy? Nhỏ hơn á, chắc không biết năm bà 73, 74, 75, 76 gì đó, cũng kề kề nhau vậy, cứ không biết nữa, không nhớ, không nhớ nữa. Dạ. Vậy rồi gửi cho cái bà đó nuôi ở trên Sài Gòn rồi không thấy trở lại nhận con và cũng không có gọi là chu cấp tiền, đại khái là như vậy, thì có nghĩa là có một cái biến cố nào đó cho nên là ba mẹ ruột của chị không có trở lại thì buộc lòng bà đó không nuôi nổi thì phải đưa xuống cái lạy cho cả hai chị em. Dạ. Dạ. Rồi cho gia đình đó là cho ông Ba Thắng, rồi ở được với ông Ba Thắng cả hai chị em hay là ở chỉ có một mình chị? Ở cả hai chị em cả 10 Dạ. ngày vậy ông Thắng không mới cho lại. À, ông Thắng mới cho lại gia đình khác, thì cho gia đình khác thì cho tách ra hai người ở hai gia đình hả? Dạ cho tách ra, lúc đó là cho tách ra. Ai sinh hình như nghe nói mãi mãi là người sinh người đi rồi không 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 biết đi đâu nữa, cũng không biết, không nhớ, lúc đó cũng À, rồi vậy em hiểu được cái nội dung câu chuyện rồi. Vậy sau đó thì chị được ở với ba mẹ nuôi cho đến nay hay là còn cho nữa?
Vậy được ở được cha mẹ nuôi luôn đến nay luôn mà ở mới có được ở đâu 9-10 năm chứ cha mẹ mất luôn từ giờ ở không có cha mẹ Dạ. mấy chục năm nay luôn. Dạ. Vậy rồi có anh chị em này kia gì không? Cha mẹ nuôi có con ruột không? À Tội nghiệp quá nhỉ. Dạ, vậy ông bà cũng không có con. ông bà cũng không có con rồi sinh về nuôi cũng khổ, sinh về nuôi mấy năm rồi bà chết bà bỏ lại à, khổ đứa giờ bơ vơ nữa. Dạ, tội nghiệp. Rồi vậy chị, những cái câu hỏi của em là em hỏi trên cơ bản, còn ngoài ra nữa thì chị có muốn kể gì, nghe người ta kể lại như thế nào này kia thì chị cứ có thể nói thêm. Nghe người ta nói là hai chị em ở cầu Cai Lậy vậy á, giờ có nước tìm mà nói lên á, có ai mà xách cho hai đứa đem xuống cho ngay cầu Cai Lậy hai đứa thì tìm tụi em, chứ giờ tụi em cũng không biết ở đâu mà tìm luôn, đâu có biết tên, đâu có nhớ tên đâu. Dạ. Còn cái bà mà ở trên Sài Gòn đưa hai chị em xuống cho đó là ở quận mấy hay là có đặc điểm gì ra sao, hoàn cảnh như thế nào, chị có nắm được không, có nghe nói không? Không nghe bà nói với cái người cho cái chú Ba Thắng ở cầu Cai Lậy đó là nói đã tôi nuôi ba đứa con tôi rồi, nuôi thêm hai đứa này tôi nuôi không nổi, mà gửi đâu hồi năm bảy bảy bốn bảy ba gì á mà tới 75 76 luôn á, mà tới năm 78 luôn á là không có tư lên tự tìm, mới mới năm 78 mới đem xuống đó để cho đó Dạ. là 5 năm trời á. Dạ. Và cái thời kỳ mà ở trên Sài Gòn với bà nuôi đầu tiên đó thì chị có nhớ được cái điều gì không? Không nhớ cái điều gì á, từ cái tên Sài Gòn mà xuống tới Cai Lậy rồi sao không nhớ, mà nếu ở ông bà Thắng mà cho lại cái bà trở về lên Bình Phú á, cho về bà mẹ ruột có mới nhớ, tại vì vô trong đó nước lụt đồ thấy mênh mông rồi mới nhớ lại luôn tới giờ luôn, chứ không có nhớ trước đó nhớ gì hết. À, cho bà mẹ nuôi chứ đâu phải cho mẹ ruột, cho bà mẹ nuôi. Mẹ Ừ, nuôi nó rộn. nói lộn. Nghĩa là vậy là khi khi về ở Cai Lậy ở với ông Ba Thắng thì bắt đầu chị mới nhớ đôi chút, còn trước đó là chị không nhớ gì. Rồi vậy em đã ghi nhận được trên cái cơ bản câu chuyện của chị là đang được nghi ngờ chị là khoảng sinh năm 1973, thì nghe kể lại đó là ba chị ba và gia đình chị là bên lính quốc gia và có gửi cho cái bà ở trên Sài Gòn để nuôi cả hai chị em, nhưng mà không thấy cha mẹ trở lại để nhận con và chu cấp tiền. Vì vậy cho nên á là mãi cho đến năm 1978 thì cách khoảng chừng đâu 5 năm, 73 74 75 76 7 78 6 năm chứ, 6 năm. Dạ, thì bốn người cỡ 6 năm, 5 6 năm vậy đó. Dạ, 5 6 năm thì bà nuôi không nổi, bà ở trên Sài Gòn nuôi không nổi thì mới đưa xuống cho một gia đình ở dưới Cai Lậy gọi là ông Ba Thắng. Thì trong quá trình ở với ông được ở với ông Ba Thắng trong một thời gian ngắn thì ông Ba Thắng lại cho lại người khác cả hai chị em, chị ha. Dạ. Dạ, rồi vậy em đã nắm được cái thông tin như vậy. Thì bây giờ chúng ta có hai cái mục tiêu tìm kiếm. Một là trước đây ba mẹ nào đã gửi hai người con tên Phượng và tên Loan. Thì mong gia đình nghe được câu chuyện này. Còn ngoài ra nữa thì nếu ví dụ như mà em Loan của chị đó mà có nghe được câu chuyện này cũng có thể là nhận diện ra là trong cái hoàn cảnh là như vậy, là vào năm 1978 có ai là được cho làm con nuôi là nữ thì có thể lên tiếng để đối chứng để chị em có thể gặp được nhau, thì những người trong gia đình có thể đoàn tụ với nhau. Nội dung là như vậy chị ha. Đã tìm được thì hậu tạ 10 triệu. Dạ, rồi. Ok chị, vậy có ai lên tiếng thì em báo cho chị hay nha chị Phượng nha. Dạ, và sau này khi mà về Cai Lậy rồi người ta mới đặt lại cho chị là tên Diễm hả? Về mẹ nuôi mới đặt lại tên Diễm. Dạ, vậy là chị cũng hay, chị cũng còn nhớ được tên chị là tên Phượng và tên Loan thì cũng hay, nhưng mà cũng không biết là tên Phượng với tên Loan có đúng là tên gốc của chị hay không, hay là do cái bà trên Sài Gòn đặt cho không biết nữa. Chắc là có thể tên gốc ha. Dạ có thể là tên gốc, tại vì về tới cầu Cai Lậy là mấy 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 người sinh về nuôi đó là nói là tên Phượng, mà hỏi giấy khai sinh thì nó không có giấy khai sinh, nói đứa tên Phượng đứa tên Loan vậy thôi, cái giấy khai sinh thì không có, nói cha mẹ đem có giấy khai sinh. Rồi ok chị, em đã nắm được nội dung câu chuyện thì cũng cầu ơn trên cho ba mẹ chị có nghe được câu chuyện này.
À, vậy nhé chị, chào chị nha. Dạ, chào anh Chính Dạ Nghĩa. dạ dạ bye bye. Dạ, trước tiên là thầy cho con biết tên của thầy ha. Nguyên Bá Thi. À, Nguyễn Bá Thi. Dạ, hiện tại là thầy ở tỉnh thành nào? Đang ở Hà Nội. À, rồi hôm nay là thầy kết nối là để kiếm ai thầy ha? Con muốn tìm người em trai Nguyễn Bá Tùng, nó không biết À nói được, nó đi làm. à vậy là Nguyễn Bá Tùng là có tật bẩm sinh Vâng, à? bẩm sinh. Dạ, Nguyễn Bá Tùng là sinh năm mấy thầy? Sinh năm 1992. À, 1992. Và thất lạc năm nào? Thân lạc năm 2016. Dạ, 2016. À, khi khi thất lạc là ra đi từ tỉnh thành nào và từ địa phương nào thầy ha? Con đi ở tỉnh Nam Định, Nghĩa Hưng, Nam Định. À, khi đi là ra đi từ Nghĩa Hưng, Nam Định. Là chỗ quê nhà, quê chỗ nhà con ạ. Và Nghĩa Hưng, trước Nam Định. và trước đây thì em Tùng có thường đi chỗ này chỗ kia hay là cái biểu hiện này kia thì đang ở mức độ nào ha? Ra trước đây thì không không đi đâu, chỉ cho đi về quê chơi trong này, xuống luôn trong ngày. Quê thì Dạ. cũng cùng huyện thôi nhưng mà cách mấy chục cây. Dạ. Chiều Vậy hôm đấy khi Dạ. Tùng nó đạp xe đi về quê chơi là không có ai dẫn đi, khi đạp xe đi là lạc luôn, À. đạp bằng đi. Dạ. Và cái quãng đường di chuyển đó là từ từ huyện nào đến đến xã nào hay là đến huyện nào thầy? Từ xã lên xã đấy, trong trong cùng một huyện, tại vì Dạ. quê cùng huyện luôn. Dạ, từ xã nào đến xã nào thầy hát? Từ thị trấn Đặng Đông lên xã Nghĩa Thái À. nó rơi vào khoảng 40 cây À, khoảng con 40 đường di cây. chuyển. Dạ. Dạ. Và nếu ví dụ như mà khi người ta gặp em Tùng thì có những cái đặc điểm nhận dạng là trước tiên là em Tùng không biết nói. Không biết nói, nhưng mà điểm nhận dạng thì trước tiên là không biết nói. Nếu mà để xác định cụ thể luôn thì ai cũng có thể biết được. Tại vì em Tùng nó bị bỏng ở ngực, thì có sẹo ở ngực rất to luôn. Ồ, có Thì thẹo nếu ngực. thì nhìn cái là biết ngay rồi. Nếu mà là em Tùng thì chỉ cần cởi áo là xem ngực là biết ngay, chưa cần phải thấy À, mặt. không cần phải dùng đến biện pháp khác mà cởi áo ra là có cái thẹo ở ngực là biết ngay. Và sẹo ngực bị bỏng bỏng Dạ. không bao giờ. Dạ. Còn đương nhiên là khi mà người ta hỏi tên gì thì chắc là ú ớ vậy thôi chứ không nói là thành tiếng được. Là mình không nói được. Dạ, Ngày vì xưa vậy. lại không cho đi học trường nên là nó khổ vậy. Ngày xưa Dạ. cho đi học thì không bị nặng. Dạ, mà kể cả đi học chăng nữa thì chắc là cũng ra dấu thôi chứ đâu có nói được đâu, đâu có phát âm ra được. Phải không? Không phát âm được, nhưng mà họ họ có cái trường trường khuyết tật ở thành phố, họ Dạ. dạy ok lắm. Dạ. Những người cầm này họ dạy cũng biết làm, họ cũng biết chữ nổi này, là không bao giờ nản được. À, đúng rồi, viết chữ được. Ờ, đúng rồi, nếu không ấy được thì người ta viết chữ được. Dạ, đúng rồi. Cái trường nó dạy ok lắm, chẳng qua là ngày Dạ. xưa nhà con nghèo nên không cho đi học. Ngày xưa Dạ. là cũng gửi lên rồi, không có điều kiện để cho ăn học tại phí nó cao. Dạ. Bây giờ nếu mà gia đình ai thì cho nên đi học thì không mà sợ nạt hay là. Dạ, rồi, vậy là không may thì em Tùng thì không biết viết và nói thì ú ớ, còn đặc điểm là trước ngực là có cái Vâng. thẹo. Dạ. Rồi, ok Sẹo thầy. Rồi. Dạ. Thẹo vâng. bự hả? Thẹo Có bự gì hả? nhà anh giúp cho cộng đồng xem. Dạ. Rồi, rồi để Tuấn Vị truyền tải, rồi có ai lên tiếng thì Tuấn Vị sẽ báo cho thầy biết nha. Vâng. Rồi, ok, Chiều vậy thầy. chiều cao khoảng 1,63 m. Dạ. Mét. Dạ.
Rồi vậy nha thầy nha, rồi chúc sức khỏe thầy nha. Vâng. Dạ, A Di Đà Con cảm Phật. ơn anh nha. Dạ, A Di Đà Phật. Về anh Dạ. giúp con cả. Dạ. Chú ạ. Dạ, tôi là tên Đinh Như Mộng. Đinh Như Mộng. Năm nay 72 tuổi. Dạ, hiện tại là chú Mộng ở đâu chú ha? Tôi ở là quê gốc là làng Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhưng mà hiện nay là tôi ở 139 Lý Thái Tông, thành phố Đà Nẵng. Dạ. Rồi hôm nay là chú Mộng kết nối là để kiếm hai chú. Và tôi đi kiếm một người bác trong dòng tộc. Dạ, người bác tên gì chú? Người bác là tên Đinh Như Thạc. Như Thảo hả chú? Thạc thạc thờ a cờ. À, Như Thạc Thạc. sĩ. Thạc Dạ, Như thạc Thạc. sĩ. Dạ. Chú bác Như Thạc là sinh năm mấy chú ạ? À? Như Thạc sinh năm 1933, năm Quý Hợi 1933. Ồ, vậy là năm nay là 91 tuổi hả Giờ nếu nhà con bác? là 92 tuổi rồi. Nếu Dạ. con, nếu bà con là 92 tuổi. Dạ. Rồi vậy hồi đó trong quá trình thất lạc ra làm sao chú ạ? À? Hồi đó thì khi mà bác được khoảng 3 đến 4 tuổi anh, thì Dạ. là coi như gia đình bị nghèo quá, rồi là đem mà cho mà khi cho thì cái gia đình bên người nuôi là họ có cho lại tiền, họ có cho Dạ. lại mấy đồng tiền là đông dương gì đó. Dạ, có biết được tên người nuôi không chú? Người nuôi không biết anh ơi, chứ cũng lâu quá rồi tôi không biết, mà khi ấy là không biết cái người nuôi hết. Và khi cho là cho ở từ địa phương nào? Cho là của bác đó là ở thôn Đồng Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc đó Dạ. là tỉnh Thừa Thiên thôi chứ chưa phải là Huế đó. Dạ. Rồi trong hoàn cảnh gia đình thì cha mẹ của bác Như Thạc này là tên gì? Ba của bác là ông Đinh Như Mèo, tức là Đinh Như Cò, có hai tên gọi, Dạ. Đinh Như Mèo tức Đinh Như Cò, còn bà mẹ là bà Dương Thị Thu. Dạ. Và Trong ông Cò. gia đình của Dạ, dạ con cũng xin lỗi. có Dạ, con xin lỗi. qua À. có ba người anh chị em ruột anh Tường Vy. Dạ. Chú có thể đọc tên của những Bà người. chị thì bà chị thứ nhất là bà Đinh Như Đinh Thị Bay, rồi thứ hai ông anh trai là Đinh Như Chạy, và bà thứ ba nữa là Đinh Thị Mại, rồi là tới bác Thạc đấy đó, bác Dạ. là út đâu. Dạ. Còn về hoàn cảnh của bên gia đình nhận nuôi thì chú có nắm được gì thêm không? Giờ không nắm gì hết, nhưng mà nó có một cái hoàn cảnh như thế này anh này. Sau khi cả khoảng 18 đến đến 20 năm sau cỡ chừng đó, lịch chừng đó, thì ở quê tôi là cái vùng mà làng Đồng Di, tất nhiên là cái nôi của Việt Minh, tất nhiên là Việt Minh á, là biên giới bên cách một một cánh đồng đó, một cồn mã, tất nhiên là bên kia là làng Sư Lộ, là cái đồn lính Pháp đóng đó. Tất nhiên là hai bên là đối lập với nhau, giống như giữa cái giới tuyến anh tế. Dạ. Thì cái khoảng 20 năm sau thì là có một người thì người ta hội nhận ra được là bác đó đi lính cho Pháp, hay là không đi lính chiến biệt, nhưng mà ở bên kia chiến tuyến. Dạ. Rồi bác nói là chị là ở cái làng tao là trong đó, tất nhiên chị về làng Đồng Chí á, Dạ. chị về làng tao là trong đó, nhưng mà tao không vào được, thì không biết là do bà không vào, không muốn vào, hay là
là do hoàn cảnh của bác đi lĩnh cho Pháp rồi thì bên đi làm việc mình là bà không vào được thì tôi cũng nắm rõ, nhưng mà có người là bảo cho rửa ô tôi kể lại như vậy. Dạ. Rồi vậy con xin ghi nhận câu chuyện của chú hôm nay. Rồi hy vọng là ở trong cộng đồng có ai có hoàn cảnh tương tự rồi có ai lên tiếng thì con báo cho chú biết. Rồi, cái chị nhờ anh thông báo cho cái gọi chị đi là coi như gia đình có chi nào tà 20 triệu. Dạ. Rồi vậy có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho chú biết nha. Con chào chú nha. Dạ, vâng, chào Dạ anh, dạ, cảm ơn dạ anh dạ. nhiều. Dạ.